Em là một người rất mát tay, thỉnh ông địa thần tài cho mọi người. Giống như cái vía em là cái vía kiểu hâm hâm mà. Vía chạy bộ lơ tơ sơ. Như ông địa thần tài á, nhiều người bảo là sao em làm ăn lâu thế mà em lại cứ thờ ông địa thần tài cái bàn thờ nhỏ xíu. Cái ngày em vào Sài Gòn lập nghiệp ấy, em thỉnh ông địa thần tài đấy. Lúc thì em nghèo lắm, em có mỗi tí tiền thì em thấy ông nào duyên thì em thỉnh thôi. Khả năng tiền bạc của em nó chỉ có thế như thế. Em thỉnh cái bàn thờ bé xíu à. Cái bàn thờ lúc ấy 40 phân tương đây này, cái bàn nhỏ nhỏ đấy, thì em thỉnh hai ông nhỏ xíu à. Các anh chị cho em ý kiến là ông địa thần tài đấy là đã độ cho em mười mấy năm trời. Có nhiều người em đến rất nhiều nhà thì họ lại thỉnh thêm ông địa thần tài. Họ thỉnh thêm ông địa thần tài mới, to hơn ông địa thần tài cũ. Nhưng họ mua một cái trang mới, họ để cả bốn ông ngồi trên cái bàn thờ đấy. Thì các anh chị cho em ý kiến là như thế là đúng hay sai, nên hay không nên. Bởi vì là em thì em quan điểm là ông theo độ cho em suốt bao nhiêu năm trời thì em chỉ thờ mình ông thôi. Ví dụ như ở nhà đây này, cái nhà này là ông địa thần tài khác. Là khi mình về căn hộ này, mình mua ông địa thần tài mới, mình thỉnh mới. Còn ở công ty thì cũng thỉnh ông địa thần tài khác. Từng cục đất là riêng. Em nghĩ đơn giản là gì? Mảnh đất này, địa chỉ này, ông địa thần tài này sẽ cai ngự ở đây, nên là mình sẽ thờ cái ông đó. Nên là sau này em chỉ có mua cái trang lớn hơn một chút. Cái trang là cái bàn thờ ấy, chứ em không đổi. Còn cái bàn thờ như thế này, ông địa thần tài nhìn ra cửa, thì mọi người hay hỏi em là ông địa ngồi bên nào, thần tài ngồi bên nào. Thì cô Yến Phong Thủy mà em xem mười mấy năm á, cô nói em rằng là ông thần tài là cái ông mà không cầm cái quạt ấy, ông sẽ ngồi bên nào là cạnh góc, dựa vào bên tường. Còn cái ông mà cầm cái quạt ấy đó là ông thần tài á, là ông sẽ ngồi cái bên mà cái đường cửa đi vào rồi quán nó có cái đường lên lầu như nhà em ấy, là ông sẽ ngồi bên này đó. Còn em cũng không biết là đúng hay sai, nhưng mà xưa giờ em vẫn để như vậy. Nhưng mà cái điều đặc biệt nha, tuyệt đối phụ nữ ngày đến tháng là không được đụng vào bàn thờ đâu. Nên là có nhiều người là làm quán ấy không để ý, cứ sai nhân viên lau bàn thờ rồi mình đi thắp hương. Tại vì cái người phụ nữ mà có kinh ấy, nó bị dơ lắm. Cái dơ của máu kinh là mọi người biết rồi, mà lại lau vào bàn thờ là không được. Nhưng tại sao người ta bảo là có kinh là không đi lễ, không được mặc váy, để buộc vào đây này. Em là ví dụ à, em là có kinh là ở nhà đây, là con bé giúp việc mà nó có kinh trùng với em luôn, là em không lau bàn thờ, không cúng được ngày đó luôn. Thì chị nào có suy nghĩ giống em, comment xem đúng không. Còn nhiều người bảo em là gì, giờ mày phải thỉnh ông điện thần tài lớn hơn cho nó hoành tráng. Hôm trước em xuống Cần Thơ, thằng Phấy Xì Mì nó thỉnh hai ông điện thần tài to lắm luôn, nhưng vẫn thờ hai ông nhỏ ngày xưa ở bên cạnh. Thì không biết các chị, các anh hay cùng kiến chỉ em gái, các thầy bà chỉ em gái em đúng không. Giống như hôm nay em phát hiện ra là bàn thờ nhà em bị dơ, là em phải đi mua rượu, đun nồi nước sông, mua rượu về tắm ông địa thần tài, xịt thương hoa lại, làm một mâm cúng sám hối, vì là mình chưa cẩn thận. Có mấy con thạch sùng nó bò vào bàn thờ, nó ị sau lưng của cái trang của cái ông địa thần tài ấy, khổ lắm.
ông địa thần tài nhà em linh thiêng lắm, không biết mọi người có tin không. Nhà em á, em chẳng bao giờ làm mơ, em không bao giờ làm mơ, nhưng mà khi em mơ là chắc chắn có chuyện đấy. Giống như sáng nay đấy, mệt gần chết muốn ngủ, cứ nhắm mắt là thấy ông địa thần tài của quán, cứ nhắm mắt là thấy. Trong khi là thằng em thì quân nó ship cái hộp phá lấu đến rồi, bánh mì đầy đủ ăn ở nhà luôn, việc gì đi đâu, ăn xong lên giường ngủ cũng được, không nhất định phải đi, nhất định phải đi mới sợ chứ. Ra đến quán tự dưng thấy bất an, ra thắp nhang thì thấy cái bàn cát hương không còn chân nhang cũ nào. Hóa ra là hai hôm trước nhân viên nhà tôi kêu là bát nhang ấy nó bị nhiều chân nhang quá, rút chân nhang để còn mua bộ vàng mã cúng xong rồi đốt hóa cùng, chúng nó rút sạch luôn, chúng nó rút sạch không còn một cái chân nhang nào, xong chúng nó để cho là tàn nhang là bay phấp phới, bay nguyên cái bàn thờ, chúng nó chỉ lau cái bên ngoài thôi, cái chỗ ông ngồi chúng không lau đó, chúng không lau mà. Trời ơi là trời. Em nhìn em phát rồ phát dại. À em thông báo các bác nhé, con 7. Các bác có nhớ con 7 không? Con 7 nhân viên cũ của em cái đây 6 năm nó đã xin quay trở lại làm. Nó năn nỉ lắm các bác. Nó năn nỉ con Nhung cho nó làm lại. Ngày xưa nó cũng có một số sai lầm. Em yêu cầu cho nghỉ việc, nó đi lên đi xuống, nghỉ và làm mấy lần. Nhưng còn Nhung nhà em bảo là này, lớn rồi, nó cũng lớn rồi. Giờ nó cũng 37 tuổi rồi. À, nó không tìm được chỗ nào công ăn việc làm ổn định thì thôi cho nó làm lại. Em nghĩ là thôi, mình cũng lớn, nó cũng lớn, em nó cũng có cái lúc dại, lúc dại lúc không, ai chẳng có lúc sai lầm, thôi bỏ qua cho nó làm lại. Mặc dù quán em đủ nhân viên đấy chứ, Nhung nhà em nó vẫn cho làm lại bình thường. Mọi người đến ăn gặp con 7 nó vẫn nhí nhảnh như ngày xưa, nhưng mà đôi khi thì nó trầm xuống, trầm xuống, giống như nó vẫn có cái gì đó ngại với mình. Vì năm xưa nó làm mình buồn. À, ngày xưa con 7 nó được cái người âm trong nhà em báo mộng, nó đâu có tin. Nó lúc nó đang cục cưng của em, xong nó ngủ trong phòng trong ấy, thì trong cái phòng trong cái đoạn đó là có một cái vong âm. Vong âm mà cô già em mặc áo trắng, mặc một cái áo dài trắng, nhưng không có nhìn thấy mặt, luôn luôn ngồi sau lưng xòe này, ngồi làm mơ lúc nào cũng chỉ nhìn thấy sau lưng cô ấy thôi. Thế là cô ấy về, cô báo thằng 7 nó nằm ngủ trưa ở trong cái phòng đấy. Cô giật nó, cô bảo nó là cẩn thận mà bị đuổi việc, nó đâu có tin, tại nó là cục cưng của em mà. Vậy mà 3 ngày sau nó bị đuổi việc. Người tị nạn chính là người mà giống như họ vượt biên ấy. Họ vượt biên hoặc là đất nước của họ quá nhiều chiến tranh. Đất nước của họ có chiến tranh rồi họ khổ cực quá. Đất nước họ không chiến tranh rồi họ đói khổ, họ trốn sang đất nước mình là không có giấy tờ thì gọi là người tị nạn. Con đang cầm quyển gì đấy? Dạ con đang cầm quyển của bạn Hàng Long, bạn tặng con kể chuyện hàng đêm á. Trời ơi, thế bạn tặng con quyển sách này à? Dạ mấy gì, khoảng có mấy triệu à. Sách mấy triệu? Bà thật nổi lên rồi, trời. Trời ơi trời. Ừ, thôi vào đọc sách đi. Dạ. Nên là sau này em cũng lớn nên thôi. Cuộc đời mà. Chị Trang nói cái căn Cống Quỳnh đúng rồi Thảo con. Căn đó đấy, căn nhà đấy có 4 vong. Một vong ông già, 2 vong trẻ con và một vong nữ. Trong căn nhà là có 4 vong. Còn ở ngoài cửa quán bún đậu là có một vong trẻ con. Chào 7 vong. Vong trẻ con đấy theo ông già nhặt rác lúc em mở quán nhậu. Hai ông cháu hay qua quán thì nhân viên nó hay dồn đồ ăn dư cho ông ý với cả cho lon bia. Sau này lúc mà em xảy ra chuyện với công an quận Hoàn Kiếm, quận phường Hàm Buông đấy, em đóng cái quán đấy. Thế sau này ông ý mất, cháu hai ông cháu cùng mất, xong mà báo
Em biết từ ngày đầu tiên năm 2015 đến ăn quán chị, ngồi cái đoạn đó bàn lạnh toát. Nhưng mà cái cô Vong đấy cô hiền lắm, cô độ chị mà. Ngày xưa nhân viên nhà chị ngủ ở quán bún đậu đấy, đứa nào mà quậy quậy là bà hiện lên, bà giật chân mày. Nhưng mà mọi người đừng sợ hãi, mọi người đừng sợ hãi, bởi vì là Vong ấy mà họ ở trong cái mảnh đất cục đất nhà mình, mình thờ cúng họ đàng hoàng tử tế, họ sẽ độ cho mình đấy. Đừng sợ hãi nha mọi người. Em đi mua nhà cửa đất đai em hay gặp Vong lắm. Mà nhà nào Vong mới mua nha. Hay vậy đó. Em đi mua nhà cửa đất đai, em cứ vào cái mảnh đất nào mà có Vong em mới mua. Vào ăn thấy chị cũng làm nên sạch sẽ măm măm. Nói chung mà tâm điền là Vong không phá, đúng rồi. Em biết có Vong thôi, người em đến nhà nào có Vong em biết. Em có sợ đâu, em nói chuyện với các Vong hoài, em có cân sát âm. Bây giờ thỏ con nó vào đến quán chị ăn, hẹn chị trước. Có khi nào hai chị em mình ngồi nói chuyện được với Vong không? Nhưng mà họ hay báo chị lắm em ạ. Thỏ con, chị thì không có khả năng nói chuyện được, nhưng mà giống như kiểu họ hay hiện lên, họ nói vào tai chị. Ngày xưa khi mà chị mở cái quán bún đậu lui, chị vất vả lắm. Rồi họ cũng đêm ngủ ấy, họ cũng nói vào tai mình, chỉ cho mình đường đi nước bước. Chị đã được cái lộc đấy đấy, rất là may mắn. Đúng rồi, hợp với chị mà. Đây kể mọi người nghe, cách đây tầm 5 năm, chị không hề biết là cái Vong đứa bé đấy nó theo đến được quán bún đậu. Tại vì ở cửa quán bún đậu ấy là chị có yểm, yểm để Vong không vào nhà chị được. Nhà chị chỉ thờ Vong trong nhà chị thôi. Còn chị cúng cái ngày 16 ấy là chị cúng một cái mâm ngoài cửa, là để cho gọi là những vong linh ở ngoài đường. Còn trong nhà chị chỉ thờ thì là cửa thì chị chỉ có yểm, nên là người bên ngoài không vào quán được, vong bên ngoài không vào quán được. Thế là có một lần chị đưa em chị đi xem cô Yến phong thủy, đi xem cô Yến phong thủy thì là bị nhập vô, thấy đứa trẻ nó nhập vô. À, nó mới bảo là cô ơi, cô đừng cúng cho con tiền bạc nữa, nhiều quá rồi con có tiêu được đâu. Mẹ ơi, bây giờ vẽ chân dung của bạn đúng không mẹ, đợi con tí để con vẽ xem. Con thế là mọi người tưởng tượng là đứa bé đấy nó bảo là cô đừng cúng tiền bạc cho cháu nữa, cháu có tiêu tiền đâu. Nói chung là cái clip đấy vì nó nhập vào một người em làm nhà báo của mình, nên là mình không mở public cái clip ấy được. Xong là cô Yến cô mới hỏi là thế Vong ở đâu, Vong ở đâu mà sao Vong lại vào đây. Thì mới bảo là gì, à, cháu với cả ông cháu ngày xưa được cái cô Trang này này ở 31 Nguyễn Công Trứ cho đồ ăn dư và lon bia. Nhưng sau này cô ấy đóng quán rồi, ông cháu cháu lang thang, rồi hai ông cháu cháu chết đói, là chết ở cầu ông Lanh. Thế là cô Yến hỏi là thế Vong mong muốn là gì. Vong bảo là muốn cúng cho Vong một mâm cơm chay, rồi Vong sẽ theo về quán bún đậu. Úi dồi ôi, A-di-đà-phật. Thế là mới đi về cúng khoai lang, mía, sắn ấy, sắn là khoai mì đấy, bắp, cháo trắng, tiền bạc và cây đèn cầy, cúng rất đơn giản thôi. Thế rồi là Vong mới đi theo về quán bún đậu. Rồi sau này Vong cũng về, Vong bảo là đừng cúng nhiều nữa. Ngày xưa mọi người để ý ấy, em mà đi Côn Đảo ấy, em cúng mâm cao cỗ đầy khủng khiếp luôn. Nhưng sau này không cúng nữa, bởi vì em cũng được báo là đừng đốt vàng mã nữa. Em á, thứ ngày xưa em chùm 7 thùng. Nên đi Côn Đảo lúc nào cũng đi phải đến 6-7 người để mang cả 7-8 thùng vàng mã từ Sài Gòn đi. Vì quan điểm là phải dâng từ nhà đi cho nó thành tâm. Nhưng rồi sau này em cũng có, em cũng chỉ có là hoa cúc vàng hoặc hoa ly và 9 quả quýt đường thôi. Em sau này em cúng đơn giản hương bông trái cây. Rồi em
Đó, nên sau này là khi mà được báo đấy là em Nguyệt là thay vì mà em đi mua vàng mã là tầm 3 triệu chẳng hạn, 3 triệu tiền mã nha, thì em sẽ không mua 3 triệu nữa. Đấy, em sẽ chỉ mua khoảng 1 triệu tiền trái cây với hoa để đi mấy ban lận. Rồi là cái tiền mà 2 triệu còn lại thì em gặp ngoài đường ai phát nguyện thì mình giúp người ta 200, 300, 150, tùy. Giống như là sau này em không có cúng nhiều vàng mã đâu. Ngay cả nhà em cũng vậy. Ngày trước quán em mọi người không tin, sợt lại khoảng 7, 8 năm trước đi, em cúng một lần mà vong em cúng 7 cái mâm. Em khủng khiếp lắm. Ngày xưa em cũng gọi là cúng khủng khiếp lắm. Sau này em được báo rồi là bảo rằng là đừng có cúng nhiều nữa, tốn kém. Vì người ta không có tiêu hết. Người ta có cái thuật gì đấy, đọc đọc để nhân cái gì không biết. Nói chung trong em bây giờ em không phải là cái người quá hiểu về mấy cái gì, mấy cái tung đâu. Nhưng mà sau này vong đó cái vong trẻ con ấy mới bảo là cô mua cho cháu cái xe đạp, cô mua cho cháu cái xe đạp để cháu đạp xe đạp ra đầu hẻm cho đón khách vào cho cô. Vì ở đầu hẻm có người chặn quán cô, bảo là quán cô đóng cửa. Thì ngày đấy chính là cái bố đi tù ấy, cái bố buôn thuốc phiện ấy, đi đưa thuốc phiện ấy, bố đi đưa cho khách nhà tôi ấy, đi ship cho khách là 40 chẳng hạn tiền ship, khách người ta đưa cho 100 thì phải giải lại. Không ạ, bố bảo là để anh xuống anh đổi tiền lẻ là đi mẹ luôn. Thế là khách người ta còm lên là ship nhà em mà cầm luôn tiền ship đi luôn. Mình hỏi thì mẹ cứ chối đẩy ra. Thế mình không cho ship nữa. Mình không cho ship, mình gọi người khác ship. Thế là ghét. Thế là chặt ở đầu hẻm, bảo là quán mình nghỉ bán. Là chặt đúng Trúc Diễm với cả Thảo Trang. Nên là cái ông trẻ con đấy ấy, độ mình cực luôn. Có chuyện gì sẽ báo. Ví dụ ngoài đường, ngoài xá có chuyện gì hay nằm mơ. Mà nằm mơ là chỉ có nằm mơ cái vong nhà mình thôi nha. Em là không nằm mơ thì bố em. Em không nằm mơ với người thân nhà em bao giờ. Em chỉ nằm mơ những cái vong ở xung quanh nhà em với cả ở trong cái quán bún đậu ấy. Và sau này em ngẫm rằng là sau này là em không cúng thịt nữa các chị. Sau này em không cúng thịt. Sau này em cúng chay toàn bộ nha các chị. Em cúng bông là em cúng chay. Em cúng bỏng, bánh ngọt, nước, hoa, bông, đèn cầy. Em không cúng mặt. Ngày xưa thì em cũng trời ơi, gà luộc rồi, heo luộc rồi, tam sen rồi, tôm càng xanh rồi, cá lóc. Trời ơi, em cúng khủng khiếp đó các chị. Em bày cái mâm mà ấy, nhân viên em ăn là muốn xỉu. Rồi xôi chè là ui trời ơi, tù lưu tà la. Nhưng sau này em ngẫm rồi. Đó, cúng chay mọi người nhé. Người âm người ta cần cái hơi ấm là của nhang và của đèn. Nên là mọi người cúng như vậy. Nên là mọi người nhớ nhá, khi mà quán mình có biến thì mọi người nên lập tức lau chùi rửa dọn bàn thờ ông địa thần tài. Đấy, vì nhiều khi nó bị uế ở đâu đó. Ví dụ như nhân viên mà tay chân nó bẩn chẳng hạn. Ví dụ như nói thẳng ra là nhiều khi nó đi toilet xong rồi là nó ra nó không chịu rửa tay. Nó ngồi đó xong mình lại bảo nó là mày đi lau chùi bàn thờ đi, chuẩn bị chị tóc nhang. Sau này là em không cho nhân viên mới lau bàn thờ bao giờ. Em phải ấn định cái đứa quen của mình, cái đứa mà bê đê bóng gió mà mình ấn định nó ấy, là nó sẽ lau chùi bàn thờ sạch sẽ cho mình. Là nguyên tắc mà phải sạch sẽ. Giống như em mà ra quán em cúng ý, mọi người hay gặp em rằm mùng 1 ý, là em phải tắm rửa sạch sẽ ở nhà. Em mua bông hoa trái cây em mang ra em cúng. Cảm ơn người âm họ không xài tiền như mình đâu. Họ đi mây về gió lắm. Nên là mọi người á, phải. Nhưng mà mọi người nhớ ấy, có nhiều người đi ra cái cửa hàng bán ông địa thần tài, mua cặp ông địa thần tài về xong để lên bàn thờ cúng luôn. Cúng cái gì đấy, cúng cục đất. Mình phải đem ông địa thần tài đến chùa, ghi tên tuổi địa chỉ mình chủ quán, ghi địa chỉ của mình đó, rồi để trên chùa nhờ các thầy tụng niệm cho, gọi cho gọi là gì nhỉ, khai quan à? Khai quan, sau đó là 10 ngày mới mang về để cúng, mới được thờ. Có nhiều người thờ cúng đất vì chưa được khai quan. Yeah.